Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leverkusen và câu lạc bộ Werder Bremen. Đây là trận đấu thuộc vòng 29 giải vô địch quốc gia Đức và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 22:30 ngày 14 tháng 4 và theo đánh giá thì câu lạc bộ Leverkusen sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Werder Bremen với mức kèo là 2 trái, mức kèo cũng có thể tăng 2,25 và hạ xuống còn 1,75, mức tài xỉu là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Leverkusen và Werder Bremen thì Leverkusen thắng 2 và hòa 3 trước Werder Bremen. 5 trận thi đấu gần nhất của Leverkusen thì Leverkusen bất bại với 5 trận thắng liên tiếp, còn 5 trận thi đấu gần nhất của Werder Bremen thì Bremen hòa 1 và thua 4. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Leverkusen nhé. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn một chút, đó là Leverkusen chấp 1,75 thôi. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Leverkusen đang được đánh giá là nhỉnh hơn Werder Bremen về mọi mặt. Thứ hai nữa thì trận này Leverkusen có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những vòng đấu gần đây thì thậm chí là Leverkusen cũng còn đang áp đảo hơn nhiều so với Werder Bremen nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Leverkusen thời gian vừa qua nó cũng đang cực kỳ ổn định luôn. Ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà mà gặp một Bremen cũng không quá mạnh, và thời gian gần đây thì Bremen đang có phong độ không tốt nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Leverkusen có thêm một chiến thắng nữa để lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Với lực lượng đầy đủ ở lượt trận này cộng với phong độ thì tốt hơn, hiệu suất ghi bàn thì cũng vượt trội hơn, thì với mức kèo này mình dự đoán là Leverkusen họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Leverkusen chấp nhé, từ 2 trái trở xuống thôi, an toàn lựa mức kèo phụ chấp 1,75, mức tài xỉu là 3,25, 3,5 và 3 trái. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng không có nhiều bàn thắng được ghi. Giá lại cái lối đá của Werder Bremen thì họ đá cũng cực kỳ khó chịu. Trận đấu này nhiều khả năng là Bremen họ cũng sẽ gây rất là nhiều khó dễ cho Leverkusen. Dự đoán là Leverkusen họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi, có thể là 2-0 hoặc dữ lắm là 3-0, nghiêng về cho đội chủ nhà Leverkusen. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,25 nhé. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang vượt trội hơn thì Leverkusen sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Leverkusen chấp nha và đá xỉu. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Leverkusen và xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn Leverkusen cả trận và đá xỉu hiệp 1 trận này.